Chào anh em nha, quay em nè. Bữa nay hôm nay mình đi kiếm rắn bắt nha anh em. Nhưng mà mới đi một xíu anh em gặp rắn lục đỏ to lắm anh em ơi. Nãy nằm dưới gốc nha, nó thấy mình nó bò lên cây các bạn ơi. Nãy mình cũng đi cho vui thôi, cũng con này to lắm các bạn. Mình cũng đi cho vui thôi, nhưng mà sau đi gặp nó, giờ mình đi chân khơi không có mang dép mang đồ nên chân nó lạnh hết. Giờ mình vít lên cho anh em xem thôi, chứ chỗ này nó trống lỏng rồi. Cẩn thận đồ táp đó. Ở đây xem có bộ da bà rắn gì nó dài nữa các bạn. Con này không chắc hổ dện hoặc rắn lải thôi. Con này là lục miền Nam các bạn. Con này to lắm các bạn ơi. To lắm, to luôn. Nó mổ bự ra, đi ban đêm đi quay rắn sơ sơ thôi mà sao mà mới bước ra xíu gặp con liền. Để mình dứt ra cho các bạn coi, quay xa, đứng xa quay em luôn. Con này là cũng chưa mát đâu, nhưng mà đây là mình gặp con to lắm, mà con này là to lắm mà nha. Cẩn thận nha các bạn, mình không có cây chuyên dụng. Ui, nó mới ăn xong sao các bạn. Ui bự lắm các bạn ơi. Nhanh chứ không phải chậm nha. Có cây chuyên dụng là khỏe rồi. To, to vật vã luôn. Đùi đỏ quét các bạn. Này là lục miền Nam nha. Đẹp thiệt chứ. Bự, con này đúng bự luôn. Sao nó còn mép trắng đó. Đây này phải mép trắng đâu. Ủa, này lục miền Nam mà. Đẹp lắm các bạn. Mà con này phải cẩn thận nha. Nó tuy nó chậm chứ nó vẫn dài hơn loài con nhồng quạp, nó bự. Ok, để giờ mình đưa bao cho em thôi. Mình cho nó vào bao hai cải đúng không? Lông hai cải gì chắc đó. Giờ nó quắn gì thì dễ rồi các bạn à. Đẹp nè ha, các bạn thấy sao? Thế nằm nụ như đang điền vậy. Bỏ chỗ nào rồi bỏ vô cho nó yên tạp á. Bắt về bán luôn các bạn ơi, bán cho anh em ta làm thuốc, hay là có nhiều người vẫn nuôi kiển. Còn mình thì chủ yếu mình đi mình kiếm mấy con rắn thiền thôi, nhưng mà sao ảnh nằm đây. Nằm im em. Ý dạ ơi. Mắc hồn. Lượm thượm quá. Nó chịu chạy vô đâu. Quá bự nha các bạn. Quay góc này nhìn cái đẹp này anh Thanh. Thấy không? Ừ. Đợi chỏ. Không, góc này chỏ hơn. Cũng chó ý như này, thấy nó đẹp. Xuống đi con. Này là cũng dễ thôi. Chồng quạp bữa em với Ly cũng lùi vậy. Rồi ok. Ok, một con các bạn. Rồi chúng mình đi kiếm mấy rắn khác nữa. Từ lúc lục xanh đi nãy giờ nửa tiếng, giờ thêm một con rầu đốm nữa các bạn. Nãy nằm đây nè bạn ơi.
anh em mình không mang ủng nha. Ông anh vừa bước tới mình kêu rắn 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 rắn, ông giật mình luôn. Anh này là ảnh xuống nước nha các bạn. Anh quay quay xa đi em nè. Nhỏ như giấy mà cũng thấy được. Ý, chụp chụp. Rắn rào đốm các bạn. Ở mình đây không có lục cườm nên mình rất dạng tay. Còn chứ ở chỗ khác là lục có lục cườm lục đồ là mình không có dám cầm đây nha. Cái giao diện ông này rất giống lục cườm. Anh này là rắn rào đốm nha, anh khát nước xuống nước uống nước hay là ăn cá gì đó mình không biết. Lục cườm lục mũi hả? Lục cườm khác, lục núi khác. Lục núi khác, mũi hết, đồ khác đó. Vừa đi mình làm clip rồi. Con này đẹp ghê mà nhỏ, nhỏ hơn con bữa trước mình bắt. Anh đang mới ăn con gì sao chứ. Nó nằm dưới suối mà sao mình nhìn vẫn thấy nó bò hay thì ông anh không. Con bắt ở nhà con huyện to quá luôn. Con kia to gấp 3, gấp 4 này. Ok. Đi nãy giờ được hai con cũng ok các bạn. Cũng có clip quay. Chút về mình sẽ dạch ra mình quay lại rõ rõ nha anh em xem nha. Ok. Là ráo màu vàng nha. Đúng bài rồi. Để cho ông anh mình ông nhát rắn bắt á, mình quay mình coi nó hay hơn. Còn mình thì dạng quá coi nó bình thường. Loại này ban đêm nó dễ bắt các bạn, tới cầm là được thôi. Coi vô kỹ á, nhanh nhanh nó chạy. Anh này to mẹ. To. To. Anh này cỡ 3 lạng nha các bạn. Ráo bông vàng à. Tại sao người ta kêu ráo bông vàng các bạn? Con hổ dện, hổ trâu là nó kêu là ráo bông, ráo trâu. Con này ráo bông vàng, nó bụng nó màu vàng nè. Đúng rồi. Đêm này ba anh em đi hay. Cũng có clip quay. Đêm 2 bao gặp 3 loại này nó vô nó quậy cũng rào đớm banh sát nè. Con này á nó rất là nhanh, ráo bông vàng nè, nó rất là nhanh nha các bạn, nhưng mà người nào mà nhát tay đụng nó là nó sẽ mổ ghê lắm, nó mổ rất kinh khủng luôn. Chơi kiển là anh này rất nhanh mà nó cắn hơi bị khét á. Hồi nãy giờ nó có cặn em đâu thì mình phải dạng tay, cái người thập thò nó mổ. Đó là mình bỏ trong chuồng hay trong đồng mình bóc ra thì nó mổ nha. Con này đang trên cây mình cầm nó không có ban đêm nữa. Các bạn xem kỹ nha. Bụng vàng khè ha. Con này xay bằng hai ngón tay mình, con này có 2 lạng rưỡi 3 lạng, từ 2 lạng tới 3 lạng. Thì có người cũng đặt mình con này thì mình đi kiếm nha. Chơi cái loại này thì biết không, cái độ nhanh nó rất nhanh, nó nhoi lắm, nó không phải như con rào đốm. Nãy mình cầm rào đốm thì nó nhẹ nhàng rồi, định bước qua kia ông anh cũng thấy hay thiệt. Kêu không có đâu mà nó ý da. Một con rắn trâu ăn sên. Ui giời. Đâu? Lần đầu tiên. Thấy rồi, bỏ lần này vô đã. Trời ơi, con rắn ăn sên. Con hổ mây gơ hả? Hổ mây gơ, đúng rồi. Đồ còn đây mà ấy. Có hay thiệt. Con nhỏ nhỏ dữ đấy hả? Hổ mây gơ. Trời ơi, nó lắc con rắn vàng mình để ý các bạn. Ẩu thiệt. Phải phải con rắn độc nào nó là xong luôn á. Cầm thôi. Ăn gì? Đây, đưa đây cho em quay cận cảnh cho anh em xem. Con nhìn qua tự nhiên nó treo, còn hổ mây gờ nha. Ở đây mà nó có con hổ mây gờ là mình không tin luôn các bạn. Ôi trời ơi. Ủa. Hổ mây gờ. Hay rào con sim. Đâu á, có cái đâu á. Không, rào sim hổ mây gờ. Đừng có đè rõ đèn để cho người ta thấy rõ. Đó, thấy chưa? Hổ mây gờ hay rào sim gì các bạn. Không phải hổ mây gờ, hổ mây Đài Loan à. Sao mau kỳ vậy? Mau nóng đỏ giống được thì con kia. Không đâu đây. Thì thấy con kia là gờ đó, nhưng mà con này không biết là gì. Nó bò đi rồi, mình bắt liền chứ không nói nó chạy. Bắt được chưa? Rồi. Con này nó rất là chậm nha, nó là hổ mắt mèo các bạn, mà nó ít cắn mà nó chậm, nó hiền nha.
Con này với con rào đốm là y bài luôn các bạn, hai con đều đẹp nha. Nhưng mà con này mình thích cái nết nó là như cái đầu nó, là các bạn coi cái đầu nè. Đúng rồi. Đây là hổ mày gờ nha, cái đầu nó là rắn ăn sên nha các bạn. Nuôi con này là sên là rất cực nha. Đêm này chúng các bạn đi giờ gặp được 4 con luôn mà toàn 4 loại luôn nha các bạn. Ở trong đầu mình nghĩ là không thể nào gặp con này. Ở chỗ mình con này thì rất là hiếm, ở trên núi cao thôi. Chỉ thằng cháu nó bắt một lần, đây là lần đầu tiên mình gặp. Cái đầu rất bự nha các bạn. Nha. Con này lưỡi ghê ta. Đầu rất to, con này sên thì mùa này kiếm đâu ra. Một chút gì mình cầm ra mình review quay kỹ cho từng con cho các em xem, nhưng riêng lục xanh mình bỏ nha các bạn. Lục xanh mình không dám cầm đâu. Tuyệt vời, không con này mình để làm cưng, em thích loại này. Con đánh lưỡi ghê đó. Nó đánh lưỡi đẹp ghê. Ừ, lưỡi nó quắc các bạn. Ui đẹp. Rồi. Đó, đêm mình đi lủi lủi mấy cái lùm này mình kiếm nha các bạn. Mà may mới gặp chứ thật sự nãy hên á. Hên nãy gặp có bà ráo bùng vàng năm đó là mình gặp luôn cả con. Mình gặp đầu đớm ở chỗ đó, đầu đớm rồi ráo bùng vàng. Rồi xong mới tới là con hổ mây gờ. Hổ mây gờ em thấy là con ráo bùng vàng nằm sát nhau luôn. Còn đầu đớm thì là cách đó cũng vài bước. Mà mình may thôi chứ muốn kiếm cũng cực lắm bạn, không phải dễ đâu. May mới gặp mà con hổ mây gờ đúng là may mắn á. Để chút mình về mình quay mấy con đó lại mình bắt ra cho các bạn xem. Mới bắt xong về nha. Mình đi cũng gần nhà. Giờ mình lấy ra cho anh em xem nha. Một rào đớm nó 4 loại. Ui da, nó giật chết hết. Đạt lại thêm tùy lưỡi. Các bạn xem. Đạt thì thôi. Mày gờ nha. Nếu quay bằng ngày thì sẽ rõ đẹp hơn mà. Mặt đèn này nó sáng nè. Bạn xem. Em mặt lát. Một con mây gờ nha, đẹp tuyệt vời nha. Con này chậm nha các bạn. Đây con rào đốm nè, còn chạy luôn với tới. Đẹp chưa? Đầu đớm thì nó nhanh hơn này chút xíu. Con nào cũng họ mắt mèo nha. Con này ăn sên nhưng mà con nào mắt cũng giống mắt con mèo á. Không, con này ăn sên mắt cũng giống mắt mèo mà con này nè anh bạn. Này là họ mắt mèo nè. Mắt nó giống mắt con mèo hơn. Ăn sên thì đầu tròn hơn. Đầu đớm thì nó quá là đẹp rồi. Ăn sên cũng đẹp luôn, hai con đều chậm nha. Quấn dữ ạ. Đừng chạy em, lên người anh đều ra. Một con ráo bồng vàng, chà bá luôn. Quá trúng nữa các bạn. Đây anh lục đuôi đỏ. Bắt con này lấy á. Chạy quá chạy vậy. Nhói cái đỏ. Cái loại này á, cái loại đó mà cái da nó cắn. Nó cắn các bạn. Dính răng luôn. Cứu hư răng hết. Hai con này thì giá trị nè. Con này thì là cái loại này ta nuôi chơi cũng được mà, ta ăn thịt cũng có nha các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem nha. Đêm này bội thu nha. Một lũ đỏ kia không dám cầm ra nha các bạn. Ok.